thì Hen có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng từ đầu năm đến bây giờ, thì cuối năm Hen mới đi thi. Thì Hen nghĩ là mình sẽ có tự tin khi mà đến với cái cuộc thi này không, so với những cái bạn là hoa hậu mới đăng quang và Tiểu Vy này nọ, thì họ có rất là ít thời gian để mà chuẩn bị á. Thì Hen nghĩ là cái sự đầu tư kỹ lưỡng như thế này thì Hen sẽ cái mục tiêu của Hen khi đến với Miss Universe thì nó có cái mục tiêu của Hen nó như thế nào. Và Hen cái khả năng tiếng Anh của Hen nó thì hiện tại nó đã được trao dồi kỹ lưỡng chưa, và Hen có thể giới thiệu với mọi người và giới thiệu bản thân của mọi người và tiếng Anh để cho mọi người thấy khả năng hiện tại của Hen như thế nào. Làm khó mình quá. Ok. Cảm ơn về câu hỏi của chị. Mục tiêu. Thật sự là mỗi cuộc thi hoa hậu đều có những tiêu chí riêng. Hay không nghĩ là dù thời gian là ít hay nhiều, cái sự chuẩn bị như thế nào thì cái điều đấy là tùy theo mỗi người. Cái sự tự tin của mọi người mang đến. Có thể là nếu mà trường hợp là Hen đăng quang từ rất sớm, nhưng mà Hen có sự chuẩn bị, nhưng mà Hen tới cái đấu trường Hen không có sự tự tin, thì cái dù Hen có nhiều thời gian đến cỡ nào thì cái sự điều đó cũng không gọi là tuyệt vời bằng cái sự tự tin mà mình có khi mà mình đang ở thực tế. Với các cuộc thi thì nó như Hen nói là tất cả các cuộc thi đều có những cái thông điệp riêng khác nhau. Với Hen là Hen đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, Hen có tự tin hay không, thì Hen chỉ có một điều rằng là hiện tại bản thân Hen đang cảm thấy rất là hào hứng và Hen đủ nhiệt huyết, đủ cái sức gọi là sức mạnh mình có, mình luyện tập. Nhưng mình nói là khi mà mình tham gia một cuộc thi hay tất cả những cái tham gia trong cuộc sống của mình sử dụng bằng chính năng lực của mình đấu tranh bằng như là một chiến binh để mình có thể cố gắng hết mình trong cái đường đua của mình. Với câu hỏi thứ hai là tiếng Anh của chị của Hen có tốt lên không, thì với tiếng Anh là cần rất là nhiều thời gian để học, và học với có môi trường giao tiếp thì nó sẽ tốt hơn. Thì thời gian vừa qua Hen vẫn cố gắng tập luyện để tiếng Anh của mình nó khá hơn. Nếu mà nói là có giỏi hơn không thì Hen chẳng chắc chắn gì cả. Nên Hen cảm thấy đủ, nhưng mà với mọi người không đủ cả. Nên là tùy theo nhận xét của mọi người thôi. Để giới thiệu một đoạn tiếng Anh. Không biết là giới thiệu câu gì. Giới thiệu về mình đi Hen ơi. Và thì Hen sẽ nói một câu. Hen cũng có show off cho mọi người thấy ở trên mạng xã hội về những cái câu nói hay nói của Hen, ví dụ như là Her Hen Ye Chuen. Okay, sorry. My name is Hen Ye, I'm 26 years old and I am Miss Universe 2018. And this is my road to Miss Universe 2018. Đó là cái này chính là một cái dự án trong cái phần training của mình. Giống như là ngày hôm nay khi mà tới đây là Hen giới thiệu chính của mình là cái dự án Road to Miss Universe, ủng hộ để kêu gọi mọi người bán sách, mua sách để ủng hộ cho thư viện của mình, thư viện của Winterist cho các em. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây ủng hộ Hen, cảm ơn tất cả các anh chị báo chí truyền thông đã đến gọi là đưa tin và ủng hộ Hen. Hy vọng là mọi người có thể đưa tin một cách tích cực để có thể kêu gọi mọi người ủng hộ với dự án này của Hen với trị giá 22.000 đô, cũng như là tiếp tục đồng hành với Hen và chia sẻ những kinh nghiệm của người có để Hen có thể hoàn thiện mình để tự tin hô hai tiếng Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hen cảm ơn. Been a good friend, and nothing that's thick and thin.